Xin chào các bạn đã quay trở lại trang review. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái động cơ V4 giảm tốc. Thì cái động cơ này rất thường được hay sử dụng trong các cái loại mô hình robot xe dò đường. Thì chắc là nhiều bạn cũng không còn lạ lẫm gì với các loại động cơ như này rồi. Thì nó gồm một cái động cơ và một bộ giảm tốc. Còn cái phần đằng sau này là phần đảo chứa động cơ do mình hàn thêm vào để mình làm cái máy khoan, là cái máy bắt vít bằng tay mini. Thì con này hoạt động từ 3-24V, hoạt động tốt nhất là nên sử dụng ở tầm 6-9V. Con này thì trục của nó là phi 4, với trục vát thì là phi 3,5. Còn cái đầu giảm tốc là phi 25, thân là phi 25. Thì mình sẽ ứng dụng nó làm một cái máy bắt vít mini. Thì ở đây mình có chuẩn bị một cái đầu nối máy bắt vít. Bây giờ mình sẽ nối nó vào đây. Tiếp theo đây thì mình sẽ cấp nguồn cho nó. Thì tốc độ của con này nhanh hay chậm thì sẽ phụ thuộc vào dòng quán cấp vào đây. Dòng quán cao thì tốc độ còn cao. Đấy, hiện tại thì mình đang cấp 8V. Mình đang cấp dòng 8V. Bây giờ sẽ tăng. Mình sẽ tăng nó lên. Mình sẽ tăng lên 12V. Rồi mình sẽ để tầm 14V. Để quay rất nhanh. Đấy, tầm này để bắt vít thì chuẩn rồi. Động cơ rất là khỏe. Đấy, mình sẽ test bắt vít. Đấy, rất là ngon, rất là ok. Đấy, thì cái động cơ này các bạn có thể ứng dụng được rất nhiều cách, rất nhiều thứ hay ho các bạn thể làm với động cơ này. Thì, chúc các bạn sẽ có được nhiều ý tưởng hay hơn để chế cháo với cái motor này. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.